Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khổ nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ, ngôn mạc vong thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó.
nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên, chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó. Và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta
có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn, hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh.
vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày, chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực, than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói,
học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời dạy về nhân quả, nghe để giảm nghiệp và hưởng phước báo. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống của chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh, biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi, thì chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa, thăng hoa, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành, dữ, khổ, vui hoặc vô trí, sang hèn đều có nhân đời trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng, nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng nhất. Có những người sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Điều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại sanh ra người đó, phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng sinh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia cũng hồi nghiêng trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình,
đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy, hàng triệu người không ai giống ai. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Dương, Ngài nói, ông có biết trong hội này và trong biển cả, bao nhiêu là hình sắc, chủng loại, mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sinh đôi, giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy, mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh, nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp. Vì Phật dạy, nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra, thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Có người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực, nên than, sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sinh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời sống như chúng ta, không phải trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ là Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất, đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua, rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết. Hình ảnh cho Ngài tỉnh. Ngài hỏi Sa Môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được Sa Môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên Ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết. Sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử, thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả tự nhân mà có. Như các nhà bác học thấy bệnh chó dại, phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại, trừ việc đó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, Ngài quyết chí giữ thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, Ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên, đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt Niết Bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, việc chuyển được chứ không phải là cố định. Mọi người chúng ta khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sinh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, Ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm đó. Do đó, Ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Ngài là con người, Ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như Ngài, thì ai cũng có thể làm được.
theo ý nghĩa Phật là người giác ngộ. Chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức Phật có cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Mai Gia, vợ tên là Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung rồi dược thành xuất gia đi tìm đạo. Đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy thật là một bậc toàn giác từ một con người thường, sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm cho rằng tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 nắm tay của người sâu thành chuỗi đeo, sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó ông đi giết người lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 ngón tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên quá độ và không muốn ông mang tội đại ngỗ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông được theo Phật. Nhưng sao thấy Phật dẫn cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp, mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham sân sát nghiệp, những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ, sau đó Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông và ông chứng A-la-hán, giải thoát nghiệp sanh tử. Như vậy một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo Ni Liên Qua Sắc, bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều, sau được ngày một kiền liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm tôn giả một kiền liên đi khất thực ngang khu vườn, có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón, dùng những lời lẽ mời mọc gợi chuyện muốn chọc phá ngài. Tôn giả một kiền liên là vị đệ nhất thần thông, nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này, nên ngài nói: Thật đáng thương cho cô, tuy hình dáng bên ngoài đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không chừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế, dùng dãy trong bùn nhơ như con voi già đang sa lầy, dùng dãy chừng nào nó càng lún sâu chừng nấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa: Bạch tôn giả, ngài đã biết rõ tâm của tôi cũng không qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất, tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện, nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được gì, với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo.
Tôn giả Mục Kiền Liên liền an ủi: "Cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông." Lời dạy của Đức Thế Tôn cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh. Tôn giả Mục Kiền Liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa rằng tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch hết nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa: "Tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp." Tôi kể ra, tôn giả bỏ chạy. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe vậy cũng cố an ủi: "Cô hãy nói ra đi." Cô nói: "Tôi tên là Liên Hoa, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Satila. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi. Nhưng không lâu, cha tôi qua đời. Bà mẹ kế tư thông với chồng tôi. Biết được việc này, tôi quá đau lòng. Lúc ấy, tôi sinh một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với một người ở tỉnh khác. Anh ta là một thương gia. Một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Sa Thi Lai trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người khác cho biết và nổi máu ghen. Tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận, gieo đau khổ cho người. Bây giờ tôi không biết phải sám hối như thế nào." Tôn giả Mục Kiền Liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. "Mọi việc đều có nhân quả, do nhân đời trước đã tạo nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải tu, chứ không phải để như vậy hoài." Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa tỉnh ngộ, mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ tu hành, chứng thánh vị A-la-hán. Đây là bài học đánh thức cho mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy, thì tánh giác cũng không mất. Như nhà Phật có câu: "Giết chúng sinh dai, hữu Phật tánh." Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người giết sinh ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành, có thể chuyển đổi thành thánh. Vậy thì, số phận định mệnh có thể chuyển, chứ không phải an bài như nhiều người đã nghĩ. Liên Hoa, tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được tu chứng A-la-hán. Chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển quá thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển hơn. Giống như làm ruộng vườn, trồng nhiều hoa quả, cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả, rau cải thì cỏ hoang mọc. Chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì tiềm ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta tu để vươn lên, chuyển nghiệp mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. 10 điều buông bỏ cho cuộc sống an nhiên. Theo dòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao
Có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn, nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc. Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an, hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Cuộc sống của con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi lẩn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù, chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham sân si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi cũng quên hết đi, cho đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng, buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Đôi khi có càng nhiều, không hề đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, buông bỏ mới khiến bạn vĩ đại hơn. Hãy nhớ kỹ là buông bỏ quá khứ để tâm hồn trống rỗng như số không tròn trĩnh. Sau đây là 10 điều cần buông bỏ để tâm bình an, thanh thản. Thứ nhất là buông bỏ thể diện. Đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn thực chuẩn con đường dưới chân. Rất nhiều người cho rằng cuộc sống của mình quá tuyệt vời nên không muốn tiếp tục thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Rất nhiều thứ chẳng thể buông xuống bởi vì xấu hổ, để đến phút cuối cùng con người cũng chết vì thể diện mà thôi. Thứ hai, buông bỏ áp lực. Mệt mỏi hay không do tâm mình quyết định. Căn phòng tâm hồn nếu không quét dọn cũng sẽ phủ đầy bụi hồng trần. Lau rửa tẩy tịnh có thể khiến trái tim u tối bừng sáng. Phải tỏ rõ sự tình mới có thể cáo biệt phiền loạn. Hãy mong muốn bỏ những nỗi thám khổ vô vị, niềm vui sẽ có nhiều không gian rộng lớn hơn ùa vào trái tim của ta. Thứ ba, buông bỏ quá khứ. Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Hãy nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình, học cách bình tĩnh, tiếp nhận hiện thực, học cách tự chủ với lòng mình. Cứ thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối mặt với tai ương khổ nạn. Học cách tích cực đối đãi với kiếp nhân sinh. Học cách tìm thấy niềm vui trong những chuyện quá khứ. Thứ tư, buông bỏ tự ti. Hãy xóa đi sự tự ti ra khỏi cuốn từ điển của bạn. Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân, nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có tâm hồn mạnh mẽ. Hãy tự tin vào bản thân, tìm đúng vị trí dành cho mình. Bạn cũng sẽ có được một kiếp nhân sinh ý nghĩa. Thứ năm, buông bỏ sự lười biếng. Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân. Tuyệt chiêu chính là hãy biến những chuyện vụn vặt bình thường trở nên tinh tế, như lớp men thanh khiết nơi lò gốm sứ.
hãy nhắc nhở bản thân mình luôn giữ lấy tinh thần lạc quan, hướng về phía trước, hướng về niềm vui, sức khỏe và sự thiện lương. Như vậy, chắc chắn bạn sẽ có được một kiếp nhân sinh sáng lạng. Thứ sáu, buông bỏ sự tiêu cực. Khi tuyệt vọng nhìn sang bên trái, hãy dùng ánh mắt hy vọng nhìn sang bên phải. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, xin hãy nỗ lực vì một bản thân mình tốt nhất. Hãy để sự tích cực thay thế tiêu cực. Hãy để sự cao thượng thay thế thấp hèn. Hãy để lòng khoan dung thay thế nhỏ nhen. Hãy để niềm vui thay thế phiền muộn. Hãy để sự nỗ lực thay thế biếng nhác. Hãy để sự vĩ đại thay thế điều dùng dặt. Chỉ cần bạn nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể là chính mình trong khả năng tốt nhất trọn cả một kiếp người. Thứ bảy, buông bỏ tâm oán hận. Thay vì oán hận, chỉ bằng hãy nỗ lực nhiều hơn. Mọi thất bại đều là bước đệm cho thành công tìm đến. Oán hận và trút giận thì có thể gây trở ngại cho bước đường đi đến thành công của bạn. Vậy nên, hãy buông bỏ oán hận, học cách tiếp nhận thất bại với trái tim bình thản nhất. Chỉ khi giữ chặt lấy sự thiện lương trong tim mới có thể hướng tới tương lai đầy hy vọng. Đừng luôn cho rằng cuộc sống phũ phàng với bạn. Kỳ thật bạn cũng có nhiều như người khác đó thôi. Thứ tám là buông bỏ sự do dự. Lập tức hành động, thành công sẽ là vô hạn. Những sự việc bạn đã nhận thức rõ thì đừng do dự nữa. Hãy quyết đoán, chọn một hướng đi chính xác và chỉ để tâm tới con đường ấy thôi. Đừng quay đầu nhìn lại. Nếu bạn có ý tưởng nào, hãy lập tức hành động. Nếu bạn gặp được cơ hội tốt, hãy lập tức nắm bắt lấy nó. Đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Thứ 9, buông bỏ sự nhỏ nhen. Tâm rộng mở, trời đất cũng thênh thang. Khoan dung là một mỹ từ rất cao đẹp. Khoan dung với người khác kỳ thực chính là chừa lại một con đường cho tâm hồn mình. Chỉ trong thế giới bao dung mới có thể tấu lên những khúc ca sinh mệnh chiều êm. Thứ 10, buông bỏ sự hoài nghi. Tâm đầy nghi ngại, làm việc khó thành. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Từ nhận định suy nghĩ của người khác bằng một sự hoài nghi của bản thân mình, đừng xét đoán người khác. Nếu không, điều này sẽ chỉ ảnh hưởng tới tình bạn của đôi bên mà thôi. Mỗi người chúng ta đều đang cõng trên lưng đủ mọi trách nhiệm và tiến về phía trước từng bước gian nan. Đó có thể là bài vở của chúng ta, có thể là công việc của chúng ta, cũng có thể là chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng chính những trách nhiệm và nghĩa vụ này là giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, cấu nên ý nghĩa và giá trị tồn tại trên cõi đời này của chúng ta. Quả ra bốn thứ này sẽ hút sạch phúc khí của một gia đình. Nghe Đức Phật dạy mới ngộ ra. Kính thưa quý vị, tất cả những may mắn và bất hạnh xuất hiện và biến mất đều có lý do. Chúng ta hãy xem những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh xa nhé. Thứ nhất là tâm bất an, hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau. Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp. Chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó với nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng
thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ bị mất đi, mà ngay cả phước lành gia đình của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn đọc câu chuyện về giàu vật chất nhưng bất an, sẽ thấy bản thân mình có bao nhiêu ảo vọng, bất an để rồi tự đánh rơi phước lành của bản thân và gia đình. Thứ hai, tham lam sẽ hút đi dần may. Trên thế giới này, có bao nhiêu người đang chiến đấu, hay có bao nhiêu người buông tay, có bao nhiêu người đang cạnh tranh? Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình, rồi trở nên quá cố chấp thì đó là đi ngược ý trời. Sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì, đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam thì càng về sau, gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Thứ ba, chính thái độ cầu nhanh hút đi vận may. Khái niệm nhanh đã khắc sâu vào tâm khảm của con người hiện đại. Nó chính là thứ làm hao tổn phước của một gia đình. Hầu hết mọi người nghĩ rằng miễn họ có tốc độ nhanh nhẩu thì quá trình của họ, mọi thứ đều có thể được đẩy nhanh. Thực ra cái gọi là đến vội, đi vội là sự thật mà nhiều người vẫn cố chấp, chưa chịu tin. Giống như việc kiếm tiền. Bạn thích kiếm tiền nhanh chóng, nhưng khi kiếm được rồi, bạn sẽ không quá coi trọng đồng tiền, tiêu pha rất hoang phí. Trong suốt quá trình này, bạn sẽ không khỏi băn khoăn tại sao người khác lại giàu có dễ dàng, trong khi họ lạc lối và kiếm tiền nhanh chóng. Sau một vài năm, những người kiếm tiền nhanh chóng đã phá sản. Có những người kiếm tiền chậm nhưng đều đặn, sống một cuộc sống ổn định và ngày càng tích lũy được nhiều tiền hơn. Nếu quá nhanh, xu hướng suy thoái sẽ xuất hiện trước khi bạn kịp giàu có. Không cần phải nhanh chóng trong mọi việc. Hãy cứ bình tĩnh, làm từng việc thật chắc chắn, thì cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Những người tham lam muốn giàu nhanh, kiếm tiền nhanh mà không cần tốn nhiều công sức, thời gian, thì sớm muộn cũng phá sản. 30 chưa phải là Tết, nên đừng có cười vội. Thứ tư, chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác. Có đi học là đi lên mới biết mình là ai. Là người quân tử không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Trời Phật có mắt, biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận nói rằng, cuộc sống sắp đặt cho một số người đau khổ, gặp khó khăn, thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ. Thật là nực cười. Những người đã được trời mài dũa lại cảm thấy luật trời không công bằng và oán giận những người xung quanh họ, mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt. Thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý, nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh. Chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ, đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Đối với trời, bạn không nên phàn nàn, nhưng hãy kính sợ. Đối với những người xung quanh, bạn không nên trút giận, mà
hãy trân trọng họ. Cuộc đời ngắn ngủi, tu tập không dễ dàng. Hãy sống cho hiện tại và trân trọng nó. Nhưng ngưng đổ lỗi cho người khác. Người biết hoan hỷ cho lỗi lầm của người khác là người cao cả, biết tu tâm dưỡng tính là người xứng đáng có được may mắn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.